Ăn theo hiệu ứng từ các phiên đấu giá nóng như chảo lửa ở các huyện ngoại thành Hà Nội, khoảng 2 tháng trở lại đây, những phiên đấu giá trên địa bàn thành phố Hưng Yên cũng rất sôi động, thu hút số lượng lớn hồ sơ tham gia, gấp khoảng chục lần so với thời điểm đầu năm. Đây là hình ảnh chúng tôi ghi lại vào lúc 9 giờ sáng ngày 21 tháng 9. Ô tô của những người tham gia đấu giá đỗ chật kín cả các ngả đường đi vào nhà văn hóa Liên đoàn Lao động tỉnh, nơi diễn ra phiên đấu giá lần thứ 13 năm 2024 trên địa bàn thành phố Hưng Yên. Trong đó rất nhiều xe đến từ các tỉnh thành khác như Hà Nội, Hải Dương, Bắc Ninh. Các quán nước quanh đó cũng rất đông người đổ về để trao đổi mua bán. Từ tháng 8 giờ là rất sôi động đấy, mua tiêu dùng và mua đầu tư cũng rất cao, vàng thì cũng là cao, lãi suất rẻ, thế là cái nhu cầu mà người ta tìm những tài sản tiềm năng, tài sản trú ẩn hoặc là tài sản tích lũy, quan tâm về đất nhiều hơn. Công ty mình lần nào đi đấu cũng phải trúng một vài nô, mình bán được luôn, chênh lệch được khoảng 50-100 thôi. Từ đầu năm giờ đấu giá thành phố anh tham gia 11, bình quân cứ khoảng 2 hồ sơ trúng một. Ôi giời, bây giờ cứ có đất này tranh nhau người ta mua, sôi động hơn năm ngoái và sôi động hơn hồi đầu năm. Nói chung là được vài chục triệu là được, những lô đẹp thì có thể là được tiền trăm. Còn những lô bình thường thì vài chục, 50 triệu, 30 triệu là mình lại có thể là chuyển nhượng cho người khác. Người ta, một là người ta đầu tư, hai là người ta sử dụng, thế là tùy. Phiên đấu giá lần thứ 13 trên địa bàn thành phố Hưng Yên đấu giá 37 lô đất tại phường Lam Sơn, xã Bảo Khê và xã Liên Phương với hơn 431 hồ sơ tham gia của 187 người. Trong đó có người tham gia hàng chục hồ sơ ở các thửa đất khác nhau. Ngay sau khi có kết quả đấu giá, việc mua bán diễn ra công khai và sôi nổi hơn bao giờ hết. Tôi vừa trúng khu đấu giá Vi Văn, Liên Phương, thành phố Hưng Yên, giá khởi điểm là 22 triệu 800, giá trúng là 53 triệu. Tôi chỉ giá trúng kênh nhẹ thôi. Có những lô đất ở Vi Văn đã sang tay đến chục người. Đợt này thì anh không tham gia trực tiếp đấu, nhưng mà anh đang chờ để anh mua lại 7 cái lô đối diện với lại Ủy ban Bảo Khê đang chào bán. Mức chênh của họ vẫn đang cao, tôi cũng chưa được những cái giá tôi mong muốn. Hầu như tất cả các nhà đầu tư hoặc là những người trúng đấu giá thì hầu như là họ cũng bán hết rồi. Giá chênh thì thường là từ 150 đến 220 triệu một lô. Không chỉ riêng ở Hưng Yên, thời gian qua câu chuyện về giá đất và các phiên đấu giá đất thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Bên cạnh Hưng Yên, chúng ta sẽ cùng điểm qua các phiên đấu giá nóng như chảo lửa ở các huyện ngoại thành Hà Nội. Những con số đấu giá không tưởng khi giá chúng cao gấp hàng chục lần so với giá khởi điểm. Gây xôn xao dư luận đầu tiên là phiên đấu giá 68 thửa đất tại thôn Thanh Thần, xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội ngày 10 tháng 8. Giá chúng có lô lên tới hơn 100 triệu đồng trên 1 mét vuông. Hết thời hạn thanh toán, chỉ 13 trên 68 lô hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Toàn bộ các lô đất có giá chúng từ 80 triệu đồng đến hơn 100 triệu đồng trên 1 mét vuông đều bỏ cọc. Phiên đấu giá xuyên đêm tại thôn Lòng Khúc, xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội diễn ra vào ngày 19 và ngày 20 tháng 8, còn nóng hơn nữa. Giá trúng lô cao nhất lên tới hơn 133 triệu đồng trên 1 mét vuông, gấp hơn 18 lần giá khởi điểm. Theo sức nóng của các phiên đấu giá này, các phiên đấu giá trên cả nước cũng sôi động trở lại, tiềm ẩn nhiều nguy cơ giá ảo. Vì vậy, ngay sau đó, hai huyện Đan Phượng, Thanh Oai đã có thông báo dừng hoãn các phiên đấu giá đất trong tháng 9 năm 2024. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa yêu cầu các sở ngành và Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố siết chặt công tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, công khai danh tính người đấu giá đất cao rồi bỏ cọc. Tuy nhiên, dư luận cho rằng chỉ công khai danh tính là chưa đủ sức răn đe, cần những giải pháp mang tính pháp lý để ngăn chặn tình trạng đấu giá làm nhiễu loạn thị trường như hiện nay. Ăn theo hiệu ứng từ các phiên đấu giá nóng như chảo lửa ở các huyện ngoại thành Hà Nội, khoảng 2 tháng trở lại đây, các phiên đấu giá trên địa bàn thành phố Hưng Yên cũng rất sôi động. Tính đến hết tháng 9, trên địa bàn thành phố Hưng Yên diễn ra 14 phiên đấu giá. Từ phiên thứ 12 đến nay, số lượng hồ sơ bán ra không ngừng tăng lên, mỗi phiên thu hút từ 400 đến 500 hồ sơ. Điều này trái ngược hoàn toàn so với đầu năm. Cụ thể, vào thời điểm đầu năm, gần như chẳng có ai mặn mà với đấu giá đất. Phiên đấu giá thứ nhất chỉ có 9 người tham gia, với 3 thửa đất trúng đấu giá, 85 thửa đất không có người đấu. Phiên thứ hai cũng chỉ có 25 người tham gia, với 10 thửa đất trúng đấu giá, 41 thửa đất không có người đấu giá. Thế nhưng, nhiều thửa đất chẳng ai đấu giá đấy, giờ đây bao người tranh nhau, giá cũng được đẩy lên một tầm cao mới. Ví dụ như những lô đất đường trục xã Bảo Khê hồi đầu năm, giá chúng chỉ trên 20 triệu đồng trên 1 mét vuông, thì những phiên đấu vừa rồi đã lên đến 33-34 triệu đồng trên mét vuông. Đấu giá đất trên địa bàn thành phố Hưng Yên từ đầu năm đến giờ chưa xuất hiện tình trạng bỏ cọc.
Theo nhiều người phân tích, lý do không dám bỏ cọc vì thành phố Hưng Yên định giá đất đấu giá tương đối sát với giá thị trường nên giá khởi điểm đưa ra là khá cao. Cùng với đó, tỷ lệ đặt cọc 20% là tương đối lớn. Mỗi lô đất đặt cọc từ 400 đến 500 triệu đồng cũng khiến cho các nhà đầu tư khá rén khi thổi giá. Chứ cứ định giá vài triệu trên một mét vuông rồi đẩy giá lên gấp 18 lần như Hoài Đức thì việc đặt cọc trăm triệu so với giá đất chục tỷ chả ăn nhầm gì với các dân chơi đầu tư. Tất cả các huyện Hưng Yên anh đều có đầu tư hết. Mà tôi sang bên này thì tôi thấy là đất ở bên Hưng Yên, ở khu thành phố này là rất là đẹp, là tiềm năng. Đất ở trung tâm thành phố, xung quanh thì đầy đủ tiện ích. Và bên cạnh là có các cơ quan hành chính của nhà nước. Giá đất so với ở Hải Dương thì đất Hưng Yên cao hơn bên Hải Dương. Tiềm năng và tôi sẽ đầu tư 1 đến 2 suất ở đây. Tham gia ở đây là 2 hồ sơ. Hiện tại thì đang ở trong phòng đấu giá thì chưa có thông tin. Chắc là trong tầm 20 đến 30 phút nữa là sẽ có thông tin. Tuy chưa xuất hiện tình trạng bỏ cọc, nhưng những người chúng đấu giá chủ yếu là người môi giới, nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh mua qua bán lại, chứ người dân địa phương có lẽ không dám bén mảng. Từ phiên đấu giá 12 trở lại đây, mỗi phiên có khoảng từ 30 đến 50% người chúng đến từ các tỉnh thành khác. Đặc biệt, phiên thứ 14 có gần 60% người chúng không phải là người Hưng Yên. Hơn nữa, gần như 100% người chúng đều không có địa chỉ thường trú ở chính xã, phường có đất đấu giá. Điều này có nghĩa là người dân địa phương có nhu cầu thật về nhà ở chưa thể tiếp cận với các phiên đấu giá. Chúng ta cùng đến với phiên đấu giá lần thứ 14 diễn ra vào ngày 28 tháng 9 vừa qua. Khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở xã Bảo Khê đối diện với Ủy ban Nhân dân xã Bảo Khê có 7 lô đất thì có 5 lô đất người chúng đấu giá không phải là người Hưng Yên. Khu dân cư phía Tây Nam sân vận động xã Bảo Khê đấu giá 12 lô đất thì cả 12 lô đất đều thuộc về tay người ngoại tỉnh. Trong đó, anh Vũ Văn Đốc, địa chỉ ở Bắc Ninh trúng 5 lô, anh Nguyễn Trường Giang đến từ Hà Nội, anh Ngô Văn Thành, chị Nguyễn Thị Ánh đến từ tỉnh Bắc Ninh, mỗi người trúng 3 lô. Nhiều nhà đầu tư đến từ chính địa phương có chảo lửa đấu giá trong thời gian qua ở các huyện ngoại thành Hà Nội. Việc đẩy giá đất lên quá cao, đặc biệt là sự tham gia của cò đất đấu giá, mua bán sang tay ăn chênh lệch để lại nhiều hệ lụy. Nó làm méo mó thị trường bất động sản, khiến cho giá đất ngày càng xa với thu nhập của số đông người lao động trên địa bàn thành phố Hưng Yên nói riêng và cả nước nói chung. Việc đổ quá nhiều tiền vào đất đai cũng khiến cho sản xuất bị đình trệ, không tạo ra động lực cho sự phát triển kinh tế xã hội. Trong khi đó, nhiều khu đấu giá hàng trăm tỷ vẫn để không, cỏ mọc hoang hết năm này qua năm khác.